Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Kênh Manca 300S là một cuộc cách mạng, một sự cải tiến của mô đàn kết Manca 300, nhưng vẫn mang trên mình những tính năng của K300. Và đặc biệt trong bối cảnh bây giờ, khi K300S đang chuyển mình cùng với mức giá tối ưu hơn so với những cây đàn cùng phân khúc, vậy kết Manca 300S có thêm những cải tiến nào so với cây K300? Hãy cùng tìm hiểu trong video sau đây. Đầu tiên, team Minh Phụng sẽ giao hàng từ showroom đến chung cư Thảo Điền cho chị khách Việt kiều Úc xinh đẹp mua tặng cho em gái. Đường Sài Gòn lúc này khá là âm u, dường như sắp đổ cơn mưa chiều. Đội ngũ đã có mặt tại quận 2, thiết kế căn phòng đầy đủ tiện nghi, mang sắc màu trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng. Tiến hành lắp đàn thôi nào anh em ơi. Trong thùng gồm thân đàn, giá để sách, sách hướng dẫn và một bộ nguồn. Quà tặng kèm bao gồm chân đàn, bao đàn, pedal và một giắc phone. Cùng tìm hiểu những tính năng nổi trội của K300S nhé. Đàn có màn hình rộng vừa phải, thể hiện khuôn nhạc và nội dung thao tác trên đàn, giúp người chơi sử dụng dễ dàng hơn. 61 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn cùng 128 âm polyphony, âm thanh loan tỏa chân thật, sống động, đa dạng với 508 voice chất lượng cao và 10 voice sampler Việt Nam như là chanh, sáo, bầu, guitar cổ và 205 style nhạc đệm. Đàn có đa dạng các chức năng với metronome đếm nhịp, jazzbo tăng giảm tông, dual trộn tiếng, split chia bằng phím, freeze, khóa băng tím khi chơi không bị nhảy nhạc đệm, modulation làm rung âm sắc. Đàn còn được trang bị big band giúp bạn có thể luyến lấy những bài nhạc dân ca, bolero hay nhạc hoa. Bên cạnh sự đa dạng về chức năng, K300S còn được trang bị các cổng kết nối như USB MIDI, headphone và jack cắm pedal. Với những tính năng nổi trội như vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa mà không ghé Minh Phụng Music để tận tay trải nghiệm và được hưởng nhiều quyền lợi đặc biệt như bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Ngay bây giờ là lúc chị khách đang bóc siêu cây đàn kết Manca 300S. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong buổi giao đàn tại Thảo Điền. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác. Và như thường lệ, có bất cứ câu hỏi nào các bạn hãy để lại comment dưới phần mô tả. À, đừng quên like, share, subscribe cho kênh Minh Phụng Music để team có động lực ra nhiều video hay hơn phục vụ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sắp tới.